Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách kết nối bộ tai nghe không dây Bisna i7 cho 4 cái điện thoại. Thì đầu tiên các bạn khởi động tai nghe thứ nhất của mình lên. Các bạn nhấn giữ yên từ 8 đến 9 giây. Khi nào thấy nó nhấp nháy, đèn xanh đèn đỏ liên tục thì các bạn bắt đầu buông ra. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ kết nối vào cái điện thoại thứ nhất của mình. Sau đó tôi nhấn vào và chờ nó kết nối. Sau khi kết nối thành công, tôi tắt Bluetooth của điện thoại thứ nhất và tôi bắt đầu kết nối vào điện thoại thứ hai. Tiếp theo, tôi bật Bluetooth của điện thoại thứ nhất lên trở lại. Và bắt đầu cho cái điện thoại thứ nhất kết nối vào tai nghe. Thì như các bạn thấy thì cái tai nghe thứ nhất của tôi đã kết nối thành công với hai chiếc điện thoại này. Tiếp theo tôi sẽ làm đến cái tai nghe thứ hai. Cũng tương tự như tai nghe thứ nhất. Tôi nhấn giữ yên 8 đến 9 giây để khởi động. Đó, thì như các bạn thấy trên màn hình thì hiện tại tôi đã kết nối thành công cả 4 chiếc điện thoại vào hai cái tai nghe của mình. Thì cái tai nghe bên trái này của tôi đã kết nối cùng lúc với hai cái điện thoại này và cái tai nghe bên phải của tôi đã kết nối thành công với hai chiếc điện thoại này.